Hello anh chị, một mảnh đất 216 mét mặt tiền, đất bằng như sân bay Long Thành luôn. Vườn cây trái xum xuê, nhà cửa điện nước đầy đủ, mà giá nè anh chị 280 củ trên 1.000 mét vuông, quá đã luôn anh chị. Rồi Hiệp thân ái kính chào toàn thể quý anh chị thân mến nè. Hôm nay như thường lệ Hiệp lại đi săn nguồn đẹp cho anh chị mình đây. Và hôm nay trân trọng đem đến cho anh chị mình một mảnh đất có 28.000 mét vuông, có nghĩa là 2 mẫu 8 nha anh chị. Và đặc biệt chúng ta có 216 mét mặt tiền đường bê tông hiện hữu. Đó anh chị nhìn thấy đây, đất thì cực kỳ bằng đẹp và vườn cây trái là phải nói là xum xuê, nhà cửa điện nước đầy đủ. Và mảnh vườn này thích hợp cho anh chị nào mình về làm một cái nhà vườn trang trại, hoặc là anh chị mình phân nhà, phân xào, ok lắm, tuyệt vời luôn nha anh chị. Và chúng ta cách cái quốc lộ 20 thì đâu đó tầm khoảng 3-4 km nha. Đó, cái mảnh đất này phải nói là nó bằng như sân bay Long Thành luôn anh chị, cực kỳ đẹp nha. Giá luôn 280 củ trên 1.000 mét vuông, có nghĩa là 1 hect là 2 tỏi 800 củ nha anh chị. Rồi bây giờ Hiệp sẽ quay tổng quan lên đây cho anh chị xem. Đây thì mình đang có là mít nè, đó đang làm trái nè ha. Nếu như anh chị nào mình mua cái mảnh vườn này á, thì mình vào á, cái trước tiên là mình sẽ có cái thu hoạch bằng mít nha. À, mình có thu hoạch bằng mít trước. Còn xoài với ổi nè, trồng xen kẽ. Thì anh chị thích thì mình chừa mít á, thì mình chừa lại, mình cưa ổi ha, cưa xoài bớt. Còn hoặc là mình chừa xoài thì mình cưa xoài thì mình chừa mít lại ha, hoặc là cưa ổi. Chứ cái mảnh này thì này anh chị thấy đất nó rất là xốp luôn. Đó, trái. Vườn bằng trang luôn như sân bay Long Thành luôn nha anh chị. Cực kỳ đẹp. Mặt tiền đường là 216 mét nha, đường bê tông luôn đó. Và đây Hiệp xin phép quay tổng quan lên đây anh chị mình xem hết video của Hiệp nha. Đây trước mắt chúng ta đây là khu dân cư nha, có thể nói nhà cửa cũng tuy không đông nhưng mà nó cũng có sát sát ha. Và đặc biệt đây là con đường bê tông mình nè. Rồi tổng quan mảnh đất của mình, Hiệp sẽ đi lượn một vòng tổng quan anh chị nhìn thấy đây, phải nói là nó bằng đẹp như một tấm thảm đúng không anh chị. Đó anh chị thấy không ạ, như một tấm thảm luôn, cực kỳ đẹp. Và mình có nhà cửa điện nước đầy đủ nè ha. Rồi mình có một cái ao nhỏ nhỏ để mà mình làm cái hồ chứa nước ha, để mình tưới tắm cho các cái cây, mình xịt phun thuốc đâu đó cho cây trái ha. Đó, rồi mình có hai cái bồn nước lớn nè, đó anh chị nhìn thấy nha. Rồi căn nhà của mình đây và mảnh vườn cực kỳ đẹp, nhìn chung thì tổng quan nơi đây nha, thì nó bằng phẳng đẹp ha, không nói tới nữa. Rồi thứ hai là trên đất mình có ba loại cây trái nha anh chị, thì lại có xoài, có ổi và có mít. Thì hiện tại nếu anh chị nào mình mua cái lô này á thì mình có mít để mình thu nhập nha, có nghĩa vô mình sẽ bồi bổ thêm cho mít để mình thu nhập mít đó. Anh chị nhìn thấy tổng quan không, rất đẹp luôn anh chị. Đó, mặt tiền đường bê tông của mình là dài 216 mét, tổng diện tích của mình là 28.000 mét vuông, có nghĩa là 2 mẫu 8 nha anh chị, hay còn gọi là 2 hết 8 đó. Anh chị thấy không, đã không? Rồi cái mảnh này anh chị nào lại về đây mình làm nhà vườn nha, lập vườn cây trái, hoặc là anh chị có thể đổi cây trồng như chuyển qua sầu riêng, măng cục vân vân, hoặc là anh chị nào mình mua phân xào nha, thì cái này cũng rất là thích hợp. Vì sao ạ? Vì mình có 216 mét mặt tiền thì như vậy là đất bằng phẳng đẹp nữa, thì mình chia xào ra rồi sau này mình muốn sang bớt lại cho anh chị em bà con lối sớm là cũng rất là tuyệt vời anh chị ha. Rồi cái mảnh này nếu anh chị nào từ thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình đi vào đây anh chị ạ, thì mình đi về tới cây xăng Phú Túc nha anh chị, khoảng cây số 80 mấy thôi nha. Đó thì ngay chỗ Phú Túc mình là có cây xăng, chợ, ủy ban vân vân, nói chung nơi sầm uất ha. Thì anh chị men theo con đường nhựa nha, bên hông rồi anh chạy vào, anh chị chạy vào thì chúng ta qua cái lô cao su ha. Thì nếu mà tính theo đường chim bay anh chị ha, thì chúng ta cách cái đường Nam Lộ hoặc là khu công nghiệp thì đâu đó tầm khoảng 3 km nha.